cảm ơn các bác. Xin chào các bác. Đây là những cặp 450C đã được tuyển chọn và test thử rất là kỹ và sẽ đóng hàng trả đơn các bác trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay là 6 cặp 450C sẽ lại đóng và chuyển đi cho các bác theo đường bưu điện và đường xe. Đối với cặp 450C này thì em không phải giới thiệu nhiều nữa các bác nhá, nhưng vẫn phải nhắc lại, nhiều bác bảo 450C tưởng bát 30, nhưng xin thưa bác, 450C nó chỉ là bát 25 và hai tép giấy họng kèn. Đấy, một dòng loa nổi tiếng của Nhật Bản và được sản xuất tại Trung Quốc, China. Đấy, cũng như là điện thoại iPhone cũng sản xuất tại China, nó là Mỹ, điện thoại iPhone là Mỹ. Đấy, và đây nó là hàng của Nhật, sản xuất tại China, và đây là sản phẩm hàng bãi các bác nhá, và đã được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Và chia sẻ với các bác một điều, riêng đã nói hàng bãi thì kiểu gì thùng cũng phải có những vết xước sát các bác nhá, nhưng nó không bị rách, không bị vỡ. Đấy, đấy gọi là hàng đẹp. Đấy, cái điều quan trọng nhất là ở cái ruột này, cái lõi này và cái chất loa. Chứ còn thùng thì đương nhiên nó phải có những vết xước sẹo nhỏ nhỏ, nhưng bên em đã cho anh em vệ sinh và làm đẹp cho các bác. Đấy, chứ không phải là giới thiệu là không một vết tì vết nào, nói thế là sai, và nói thế là các bác về soi là các bác sẽ kiện và kêu, cho nên Ngọc Quang vẫn phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đấy, quan trọng là loa và chất lượng của loa, bao zin bao xịn. Nhưng nói từ bao zin bao xịn thì nhiều bác lại phản lại ngay, nói lại ngay là thay gân thì đâu phải zin, nhưng mà em vẫn nhắc lại một từ là gân thì phải thay. Đấy, nhưng gân thay cho phép, cũng như chiếc xe máy ấy, các bác mua hàng bãi hay hàng để kho ấy, lâu ngày thì tự cái gân này không dùng nó cũng tự nó kém thì phải thay các bác ạ, các bác ạ. Đấy, còn bên em đã thay gân chất lượng này, các bác dùng rất là yên tâm, rất hay, chắc tiếng và độ bền cao. Đấy, còn bao zin bao xịn cho các bác từ côn mà nhện với nhá, thùng vách thì phải vệ sinh và kiểm tra lưới càng các thứ ok và test thử rất kỹ càng. Với những sản phẩm đẹp long lanh này, long lanh trong hàng bãi nha các bác nhá, chứ không phải như mới cứng như những cái cặp em trong shop đâu, nó phải có vết là chuyện bình thường. Đấy, và nói với các bác những cái vết này thì nó là điều đương nhiên nhá, 1.000 đôi thì đều phải có cả. Và khi các bác để thì ai ngắm vào cái vết đó, người ta nhìn đằng trước này, đấy, nhìn loa này, nhìn cái căng thế thôi, chứ còn chẳng ai cái này bác treo lên hoặc để trên đỉnh cái tổ ấy, ai ngắm vào đây đúng không, vài hôm nó lại bụi ngay mà. Đấy. Đấy, chia sẻ với các bác vậy. Nhưng mà khi nhận hàng thì bác nào nhiều bác kỹ tính thì soi, úi sao nó vết xước thế. Đấy, thi thoảng em vẫn phải trả lời các bác, nhưng các bác cũng hiểu. Và với cái giá là 5.700.000 đã bao cước nhá, những hàng zin, hàng chất lượng như thế này. Còn những hàng lỗi, hàng xấu thì sẽ có giá rất rẻ các bạn. Và ngày hôm nay nó là mưa loa và những bộ sản phẩm cao cấp lên đường trả các bác, nói cực kỳ là nhiều. Những cặp loa full tép kèn, những mã đặc biệt ấn tượng nhất là BMB full tép kèn, các bác đặt cực nhiều bên em. Và thông báo với các bác là cái loa Audio Center em vừa cập bến nhá, đấy, PF12, rồi thì rất nhiều dòng loa full như CB, DK, GT, DK, B3, vân vân, DMX, đấy, M sao, cực kỳ là nhiều kho em. Nói chung là các sản phẩm loa full bên em cực kỳ là sẵn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.